các bạn đang nghe dàn 5.1 Denon M370 về còn rất là đẹp luôn các bạn, nguyên bản và đồng bộ từ âm ly, loa và có điều khiển zin luôn các bạn nha. Con này có bộ dây của Nhật luôn, nếu các bạn không lấy điều khiển zin thì trừ ra, và có bộ dây ở đằng sau của Nhật luôn các bạn nha, không phải bộ nào về cũng có đủ. Và thứ hai nó còn rất là đẹp các bạn. Năm loa của chúng ta đây, 4 loa vệ tinh và một cái center. Với đây mỗi loa đường kính là 9 cm và gân vải nguyên zin với một cái màn màu vàng rất là độc đáo nha, mà còn rất là mới. Kép thạch anh. Đó. Có lưới loa đầy đủ, chút nữa mình sẽ gắn lưới sau cho các bạn. Lưới loa đầy đủ và còn đẹp. Ở đây chúng ta thấy được một cái sub bass 20 luôn các bạn nha, nằm bên hông. Con này được thiết kế theo kiểu dạng cao và sâu về phía sau. Con này nó thay đổi cái thiết kế khá là nhiều so với những cái dòng đề nông 5.1 trước đó, là dạng vuông vức, dạng hình chữ nhật, dạng hình vuông. Còn con này nó kiểu cao và sâu về phía sau, bởi vì nó được thiết kế để mà chúng ta có thể dễ dàng đặt hai bên bàn tivi. Nó mỏng lại nhưng mà nó cao và nó sâu. Các bạn có thể dễ dàng đặt hai bên bàn tivi, hoặc các bạn có thể đặt nằm ngửa nó lên để ở trong một cái kệ mỏng của các bạn. Và mỗi loa vệ tinh này đều có một cái móc treo ở phía sau sẵn của hãng luôn, nên các bạn có thể dễ dàng bắt lên trên tường. Hai loa chính thì các bạn có thể để hai bên bàn tivi. Còn hai cái loa vệ tinh này thì các bạn hãy đặt xa ra để các bạn có thể cảm nhận được hiệu ứng âm thanh vòm 5.1 thực tế rõ ràng và chi tiết. Mỗi loa vệ tinh của chúng ta là 80W các bạn nha, maximum 80W. Còn cục sub của chúng ta có công suất cực đại lên đến 120W. Đây, dàn 5.1 này các bạn có thể dễ dàng nghe nhạc với âm thanh sáng nét và bass đánh rất là chắc tiếng. Đó là dàn đề nông nên âm thanh nó rất là nịnh tai. Đây là một cái âm thanh đặc trưng của hãng đề nông, nó là bass đánh khỏe, nhanh, dứt khoát và trép sáng, trải rộng từ bất kỳ dàn mini, dàn trung, dàn đại hay là một âm ly rời âm loa rời. Còn đây là bộ 5.1 của hãng Denon vẫn mang một cái âm sắc đặc trưng đó, tuy nhiên nó được trải rộng ra với 5 loa. Và công suất của con này, tổng công suất của nó 5 loa và một sub, sub này sub hơi các bạn nha, là tổng cộng là 6 loa, lớn hơn công suất của một dàn trung. Và giá thành cực kỳ phải chăng, và chơi phải gọi là chơi đa dụng luôn. Với cổng quang optical, con này có cổng quang giải mã 24 bit 96 kHz các bạn nha. Với đây 24 bit 96 cũng như là nhiều con chip giải mã âm thanh vòm cũng đời cao rồi. Con 370 tới con 380 nữa là kết thúc cái dòng M này các bạn nha, đời khá là cao rồi. Và hiện tại mình cũng đang có bộ 380 ở đây luôn các bạn. 380 thì thiết kế với 370 gần giống nhau, tại vì nó cách nhau có 2 năm mà. Nhưng mà đây cái loa vệ tinh của dòng 380. Rồi quay trở lại với clip test của chúng ta ngày hôm nay là con 370 nhé. Chúng ta đang nghe nhạc bằng chế độ 5 kênh stereo, là 5 channel stereo, hoặc các bạn có thể chuyển qua trên đây cũng đầy đủ nút rồi nha, hoặc là các bạn chỉnh trên điều khiển này nhanh hơn. Những chế độ âm thanh vòm, xem phim, hiệu ứng của rạp hát và chơi game vân vân, và nhiều chế độ khác nữa. Còn đây là chế độ stereo hai loa, direct là trực tiếp, và 5 kênh stereo là nghe nịnh tai nhất, chuẩn nhất luôn. Ở đây có chế độ super bass nữa, mình đang bật super bass lên các bạn nha, và chỉnh được âm lượng của từng loa vệ tinh, chỉnh âm lượng của cục sub luôn từng loa một các bạn nha. Nhạc trữ tình đi các bạn. Mình đang kết nối cổng out
trực tiếp với máy tính, và cổng còn lại mình kết nối với hộp Bluetooth. Còn đây là cổng quang kết nối với Smart TV, Android Box, FPT Box, vân vân. Ba cổng quang nữa nha, ba cổng analog. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao. Ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em khi chỉ biết đó là em. Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần. Ê các bạn, 5 kênh stereo các bạn mình có thể nghe nhạc rất có chiều sâu. Giọng hát của ca sĩ vẫn rất là nhấn lên. Nhạc cụ rõ ràng và bass đánh chắc. Các bạn có thể tăng âm trầm hoặc là giảm âm trầm nếu muốn. Và mình đang sử dụng một cục sub bass 20 lần. Và hiện tại cục sub này đang được đặt trên bàn. Đúng ra nó được đặt dưới đất thì âm thanh bass của nó sẽ lan tỏa tốt hơn trong không gian hơn. Nhưng mà đây các bạn, khi mà các bạn chuyển qua 5 kênh stereo thì cái âm nhạc nó sẽ đầy, với cái âm trầm nó đánh dứt khoát chứ không có bị kéo đuôi các bạn nha. Bass hay đó là bass không bị kéo đuôi. Còn những cái dòng bass mà từ những cái dòng loa vi tính á, nó đánh mà nhiều khi nó cứ rền hoài, không dứt khoát, không rõ ràng. Đó, còn đây các bạn có thể nghe được cái nhạc cụ từ farm bass đánh ra rất là chắc. Và mình đang chỉnh super bass lên, còn mình tắt super bass đi thì cái độ rền của nó còn giảm lại nữa. Đó. Và khi mà các bạn đặt ở dưới đất thì cái âm trầm này nó sẽ cộng hưởng nhiều hơn các bạn nha. Rồi quay trở lại. Với mỗi loa vệ tinh này có chiều cao là 14cm và chiều sâu là 10 ngang đây. Và con center này nè, cái center này có bề ngang là 24cm các bạn nha. Đó. Các bạn đặt cái center này ngay giữa TV, giữa cái màn TV thì nhìn cũng rất đẹp. Và cái giọng hát cũng như là cái giọng nói của nhân vật trong phim nó sẽ được nhấn ở đây nhiều nhất. À, cái cục sub này của chúng ta cao là 42cm, cao 42 và sâu tới 32 các bạn nha. Con này, cục sub này nặng 5,5kg và mỗi cái loa vệ tinh này nặng 1,1kg, còn cái này là nặng 1,6kg các bạn nha. Bằng gỗ khá là dày dặn và còn rất là đẹp các bạn. Đây, bass treo nè, đó. Các bạn thấy còn vuông vức rất là đẹp luôn. Nhìn thông số kỹ thuật thì các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn với 80W maximum 6 ohm. Ở đây các bạn sẽ thấy được cái phần ra loa của hãng, nó 6 chui tổng cộng 6 màu. Đường vào số 1, 2, 3 và đây là 3 cổng quang nữa, tổng cộng 6 đường vào. Ở phía trước có một cổng 3.5 cho các bạn kết nối trực tiếp điện thoại bằng dây. Và mình đây mình có bán một cái hộp Bluetooth thì các bạn có thể kết nối giống như mình đang kết nối nha. Nãy giờ mình đang nghe qua máy tính bằng một cổng, còn một cổng còn lại các bạn phải kết nối với hộp Bluetooth. Có 3 cổng quang rồi nên các bạn có thể dễ dàng kết nối nhiều thiết bị quang học. Rồi trở lại với phần âm thanh. Đây, con này nghe audio file hơi bị đỉnh các bạn nha. Con lại nghe bài này đi. Các bạn có thể chỉnh được âm lượng của từng loa một nha. Cộng 12 decibel lận, cộng 12. La 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 la
chúng ta đang nghe qua máy tính, và đây chuyển qua bây giờ là cổng AUX hoặc là cổng quang đi, cổng quang số 1 nè. Đó. Mình sẽ sử dụng cái đầu mà đi này xuất tín hiệu cổng quang ra qua cái dây màu xám này, một cái bàn nhờ xoa đây để mình mở sáng lên để các bạn trông rõ hơn. Đó, ba cổng quang màu đen đó các bạn ha, và có cổng xuất ra luôn nè, xuất ra có cổng xuất ra để các bạn làm một cái đầu giải mã trung gian khi gắn cổng quang nha. Nó vừa chơi nhạc và vừa xuất tín hiệu ra cho một cái âm ly lớn, âm ly karaoke gì đó của các bạn. Năm loa này vẫn phát ra tiếng và nó truyền tín hiệu đi tiếp sau khi giải mã cổng quang. Mình đang chơi stereo hai loa một súp nha. Cổng quang optical. Đây mình làm cái ví dụ cho các bạn nè. Đó. Cộng cao nhất là 12 decibel các bạn nha. Và đây là phần sub của chúng ta đang ở mức cộng 6. Thì chúng ta có thể chỉnh lên. Cao là 12 giờ 6 thôi. Và chuyển qua super bass nè. Đang nghe stereo 2 kênh. Super dynamic bass on. Equalizer số 1, 2, 3, 4, 5. Defeat là cân bằng. Super bass on lên. Đó. Và mình đang sử dụng điều khiển. Ở trên đây cũng đầy đủ nút luôn nha. Cái phần hồi nãy chỉnh trên đây được hết các bạn nha. Đó. Cũng khá là đơn giản. Cái equalizer hồi nãy mình nè. 1, 2, 3, 4, 5. Nó sẽ có chế độ âm thanh vòm ở trong đó. Nó có độ vang vọng. Đây mình, đây các bạn có thể cảm nhận số 1, số 2, số 3 là nó có độ vang ở trong đó. Có nghĩa là các bạn đang nghe nhạc nhưng mà nó sẽ tạo một hiệu ứng vang nhẹ, nhẹ thôi nha. Còn chuyển qua số 4, số 5 là nó đẩy sáng lên. Có nghĩa là những cái loa vệ tinh này của chúng ta nè, nó đẩy cái phần trap lên rất là nhiều. Các bạn nghe gọi là thích nghe kiểu nhạc cũ á, hoặc là để hàng quán cà phê á, nó đẩy cái trap lên để mà nghe cái âm thanh nó nhiều trap, nó nhiều cái phần nhạc cụ. Và bật thêm cái super bass lên nữa là nó sẽ nghe nhạc guitar rumba rất là nịnh tai nha. Thôi mình bật cái super bass thôi được rồi. Và bây giờ chuyển qua thể loại nhạc khác. Và chúng ta đang nghe cổng quang TV. Bây giờ chuyển lại input. Kết nối với cái hộp Bluetooth này. Và chúng ta chuyển qua kết nối với hộp Bluetooth và mình thử bật lên xem phim cho các bạn nha. Đây, kết nối Bluetooth. Cái này là một tính năng cộng thêm với một cái thiết bị bên ngoài thôi, và nó cũng khá là gọn gàng và giá thành cũng hợp lý cho các bạn mở rộng thêm việc kết nối không dây. Đúng ra cái vật cái xem phim này chúng ta xem bằng cổng quang optical thì nó sẽ chuẩn hơn nhiều các bạn nha. Hiệu ứng âm thanh nó rõ ràng hơn. Do là mình đang test cái tính năng và nhiều thể loại thôi. Ok. Chúng ta chuyển sang tự dò tín hiệu. Đó, nó dò tín hiệu ra Dolby Cinema các bạn nha. À, xem phim Dolby 5.1. Lúc này cái phần center nó là một cái điểm nhấn rất là cần thiết luôn. To see if we could become
something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. Lúc này chúng ta đẩy bass lên cho đã các bạn. Mình sẽ chỉnh phần subwoofer lên. You will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, and to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Fun isn't something one considers when balancing the universe. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Chúng ta test chủ yếu là cái sự sôi động hoành tráng từ cái dàn âm thanh 5.1 của chúng ta thôi nha. Còn hiệu ứng âm thanh vòm thì các bạn nghe ở ngoài, hoặc là đặt loa xa ra đúng vị trí của nó thì mới thể hiện rõ được cái phần vị trí của nhân vật trong phim, hoặc là bơm đạn đồ. Và cục súp chúng ta đặt ở dưới đất đó. Và hàng còn đẹp, các bạn thấy vỏ gỗ và thân cũng gỗ nên nhìn rất là bắt mắt ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình các bạn nha. Ok, full rồi nha. Dây loa và dây cái nó điện thoại và điều khiển zin. Các bạn không lấy điều khiển zin thì trừ ra nhé, mình có để giá bên dưới.